Bạn không cần phải đi học nghề cắm hoa, bạn cũng có thể cắm hoa được, chỉ cần bạn quan sát là được. Thật ra cái nghề này nó sẽ không có một cái khuôn khổ nào, ví dụ như một số bạn nói rằng là tôi sẽ đi học. Thật ra cái bạn đi học là cũng giống như một cái cơ hội cho các bạn tiếp cận được cái việc mà chúng ta thực hành thôi. Chứ thật ra bản chất của hoa, giống mình nói, đây là một trong những bộ môn nó thiên về nghệ thuật. Và đặc biệt là thuật cái nghệ thuật này chúng ta phải dựa trên phần kinh nghiệm là chủ yếu. Có một số bạn thì kỹ năng cắm cũng khá là tốt, nhưng các bạn sẽ không có khả năng sư phạm để có thể diễn đạt được cho người khác hiểu được. Nhưng có những người thì hoàn toàn không có khả năng sư phạm, nhưng mà qua cái thao tác làm của mọi người á thì các bạn có thể nhìn vô đây học nghề được. Cho nên quan trọng nhất không phải là chúng ta tìm chỗ học, mà quan trọng nhất là chúng ta tìm được chỗ có hoa mỗi ngày, có sự kiện mỗi ngày, để cho chúng ta có thể được thực hiện, nói chung là văn ôn võ luyện. Mà bản thân bạn muốn cắm hoa đẹp thì bạn phải được đi nhiều công trình, bạn phải được có nhiều cơ hội. Chứ bây giờ bạn được đi học qua trường lớp bài bản cắm những cái khuôn khổ và bạn không có cơ hội sáng tạo, thì bạn chỉ làm đi làm lại những cái bạn đang từng học, thì thử hỏi bạn sẽ trở thành người giỏi không? Chính vì vậy cho nên cái việc mà để chúng ta giỏi đi trong nghề và chúng ta hoàn thiện và phát triển bản thân của mình á là cho chúng ta được nhiều cơ hội. Các bạn hãy tìm đến những nơi có nhiều cái môi trường để cho chúng ta được cọ xát, được rèn luyện. Nói chung là chúng ta là một viên ngọc thô, thì chúng cần chúng ta mài dũa mỗi ngày thì chúng ta sẽ trở nên bóng bẩy hơn. Thì trong nghề cũng vậy, quan trọng nhất không phải là chúng ta đi học, mà quan trọng nhất là chúng ta đi được trải nghiệm để chúng ta được làm những điều đó mới là gọi là quan trọng. Và bản thân Tứ cũng vậy, hồi xưa làm đâu giỏi đâu, rồi dần dần làm riết trở thành cái thói quen thôi. Mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về nghề trang trí cưới bằng hoa tươi do chính mình làm. Cả nhà nhớ theo dõi mình nha, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.